Chủ trì cuộc họp nội các ngày 18 tháng 4, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Song Yeol nhắc tới việc hàng loạt tin tức đau thương liên quan tới các vụ lừa đảo tiền đặt cọc thuê nhà gần đây. Một ngày trước, một phụ nữ ngoài 30 tuổi bị lừa tiền đặt cọc thuê nhà đã tự vẫn. Trường hợp thứ ba trong năm nay chỉ xét riêng tại khu vực thành phố Incheon. Ông Yoon nhấn mạnh lừa đảo tiền đặt cọc thuê nhà chọn gói trơn xê chính là một hành vi phạm tội nhắm vào đối tượng là người yếu thế. Nạn nhân của những bi kịch này không ai khác chính là thanh niên, thế hệ tương lai của đất nước. Tổng thống yêu cầu các ban ngành hữu quan chính phủ phải ra soát lại một lần nữa đối sách phòng ngừa lừa đảo tiền đặt cọc thuê nhà trên thực tế đang được triển khai ra sao. Bên cạnh đó, ông Yun cũng chỉ thị về việc lập đối sách với thực trạng đặc cách tuyển dụng con cái của nhân viên. Tổng thống nhấn mạnh tình hình thừa kế tuyển dụng đang tước đi cơ hội của thế hệ tương lai, đi ngược lại tinh thần hiến pháp. Tổng thống đề nghị tiến hành thăm dò ý kiến về chính sách điều chỉnh linh hoạt thời gian làm việc trên cơ sở khoa học và công bằng, một bài toán trọng tâm trong cải cách lao động. Tổng thống cũng chỉ đạo phải trừng phạt cứng rắn đối với tội phạm ma túy. Sau vụ việc một tổ chức tội phạm sản xuất và phân phát đồ uống pha ma túy tại khu vực tập trung nhiều trung tâm dạy thêm thuộc quận Cang Nam, thủ đô Seoul bị phát giác, làm chấn động cộng đồng xã hội. Mặt khác, tại cuộc họp, Tổng thống Yun chỉ ra rằng trong chính phủ tiền nhiệm, nợ quốc gia đã tăng thêm 400.000 tỷ won, 303,24 tỷ đô la Mỹ và lần đầu tiên cán mốc 1 triệu tỷ won, 758,1 tỷ đô la Mỹ, gia tăng gánh nặng cho thế hệ tương lai. Tổng thống đề nghị Quốc hội sớm thông qua dự luật về chuẩn mực tài khóa. Văn phòng tổng thống đã phát trực tiếp những nội dung phát biểu trên của tổng thống tại cuộc họp nội các, được phân tích là nhằm thể hiện quyết tâm đối phó với các vấn đề nội cộng trong xã hội, chừng đốn động lực điều hành quốc gia.